Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi được hỏi rằng liệu đội tuyển Việt Nam chúng ta có cần phải sử dụng môn hình mạnh nhất, có nghĩa rằng là sử dụng một dao mổ trâu để thịt gà hay không, huấn luyện viên Tạ Biên Cương có nói thẳng rằng là có. Vâng, kính thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay vào lúc 19:30 phút thì trận đấu cuối cùng ở vòng bảng của đội tuyển Việt Nam với Myanmar sẽ được diễn ra. Và dự đoán về đội hình chính thức của đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu này thì huấn luyện viên Tạ Biên Cương đã có những dự định, nhận định vô cùng chính xác. Ở vị trí khung gỗ của đội tuyển Việt Nam chắc chắn không ai khác đó chính là thủ thành Đặng Văn Lâm. Vừa qua thì Đặng Văn Lâm cũng chưa phải nhận bất cứ một bàn thua nào. Cùng với đó đã có rất nhiều những pha trình diễn đẳng cấp, những pha phản xạ cứu thua cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển Malaysia. Vì vậy mà không có một cái chút bất ngờ nào khi mà Văn Lâm đứng ở trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam cả. Còn ở vị trí trung vệ của đội tuyển Việt Nam hiện nay thì với việc vừa qua đội trưởng Quế Hồng Hải dường như đang có một chút vấn đề về mặt sức khỏe, cho nên vị trí trung vệ có thể sẽ được sử dụng với ba cầu thủ, đó là Duy Mạnh, Thành Trung và Bùi Tiến Dũng. Và tôi nghĩ rằng đây là một bộ khung mạnh nhất cho đội tuyển Việt Nam ở vị trí trung vệ trong thời điểm hiện nay, mặc dù chúng ta bên cạnh đó vẫn còn đó những cầu thủ trẻ rất tài năng như là Bùi Hoàng Việt Anh hay là Nguyễn Thanh Bình. Và hai vị trí hậu vệ biên của đội tuyển Việt Nam không ai khác một bộ đôi mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam trong thời điểm hiện nay, đó chính là Đoàn Văn Hậu và Hồ Tấn Tài. Với những gì đã thể hiện thì bộ đôi này cho thấy được sự ăn ý cũng như sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và khả năng tham gia tấn công cũng là vô cùng hoàn hảo. Ở vị trí bộ ba tiền vệ của đội tuyển Việt Nam thì Quang Hải sẽ đá ở vị trí cao nhất trên hàng tiền vệ để hỗ trợ cho những cầu thủ tiền đạo phía trên. Và đương nhiên hai cầu thủ tiền vệ ở khu vực vòng tròn trung tâm đó chính là Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Hùng Dũng sẽ được Ron Parser sử dụng ngay từ đầu. Ở trên hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam thì chúng ta có hai cầu thủ đó là Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải. Một bộ đôi sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam chúng ta gia tăng hàng công và hy vọng rằng sẽ có rất nhiều bàn thắng được ghi vào lưới của đội tuyển Myanmar. Khác với nhận định của rất nhiều người thì huấn luyện viên Tạ Biên Cương có khẳng định rằng trong trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay thì thầy Park sẽ tung ra một đội hình cực mạnh, có thể coi rằng là mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam trong thời điểm hiện nay, để đối đầu với một đội tuyển Myanmar không còn quá nhiều động lực. Và ngay cả với đội tuyển Việt Nam thì chúng ta cũng không nhất thiết là phải chiến thắng hoặc là dốc hết sức mình cho trận đấu này. Thế nhưng với huấn luyện viên Tạ Biên Cương thì anh nói rằng việc tung ra đội hình mạnh nhất trong thời điểm hiện nay giúp cho những cầu thủ Việt Nam nếu có được một chiến thắng đậm đà thì sẽ tạo ra một điểm rơi phong độ tốt. Những cầu thủ sẽ tự tin và đặc biệt chúng ta sẽ có một chuyến hành quân có thể sắp tới rất quan trọng với đội tuyển đó là Indonesia khi mà họ được thi đấu ở trên sân nhà. Chính vì vậy mà huấn luyện viên Tạ Biên Cương có tin rằng là không có gì bất ngờ khi mà thầy Park tung ra một đội hình mạnh để nhằm chiến thắng phủ đầu trước đội tuyển Myanmar. Và sau đó khi đã có những chiến thắng thì thầy Park sẽ tung những quân bài dự bị chiến lược vào sân để giúp cho những cầu thủ có cơ hội được ra sân. Và cái điều quan trọng đó là đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ hoàn thiện được lối chơi ở trong trận đấu này. Còn quý vị và các bạn nhận xét và có một cái dự định như thế nào về cái sơ đồ ra sân của đội tuyển Việt Nam trong buổi tối ngày hôm nay thì hãy để lại cho Thủ đá một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Thủ đá nhé. Còn thực tế mà nói thì với huấn luyện viên Tạ Biên Cương hay có bình luận như vậy thì chúng tôi cũng rất đồng tình, bởi trong những bản tin trước chúng tôi cũng đã từng nói rất nhiều điều như vậy. Mặc dù trong trận đấu với Myanmar không còn quá nhiều mục tiêu thì nhưng cái điều quan trọng nhất hiện nay là chúng ta cần phải có một điểm rơi phong độ tốt để làm sao giúp những cầu thủ sẽ tự tin hơn và đặc biệt là lối chơi của đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ được hoàn thiện hơn nữa trong một trận đấu mà đối thủ được đánh giá là yếu hơn chúng ta khá là nhiều. Vì vậy thực sự không có gì là quá bất ngờ khi mà buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến những cầu thủ hay nhất của đội tuyển Việt Nam sẽ được ra sân đá chính ngay từ đầu. Chúng ta hiện nay thì cũng đã dần dần xác định được những đội bóng sẽ là đối thủ của chúng ta ở trong trận bán kết và khả năng cực cao hiện nay đó chính là đội tuyển Indonesia. Thế nhưng vừa qua thì với đội tuyển Thái Lan họ cũng đang tỏ ra cực kỳ tự tin và một cầu thủ có biệt danh đó là vua cùi chỏ của đội tuyển Thái Lan, Thedathon Bumathan có phát biểu rằng là đội tuyển Thái Lan không ngán bất cứ một đối thủ nào và hiện nay không có một đối thủ nào là mong muốn gặp đội tuyển Thái Lan ở trong trận bán kết cả. Sau trận thắng với tỷ số 3-1 trước đội tuyển Campuchia vào đêm ngày hôm qua, ngày 2 tháng 1 thì cầu thủ Thedathon Bumathan của Thái Lan có chia sẻ trên tờ CM Sport như thế này: các cầu thủ trẻ đã chơi tốt và hoàn thành được mục tiêu giành vị trí Nhật Bản. Mọi thứ sẽ không hề dễ dàng. Bất kỳ đội tuyển nào cũng sẽ gặp khó khăn ở trong trận bán kết. Thế nhưng tôi cũng chắc chắn rằng không có đội bóng nào hiện nay muốn gặp Thái Lan ở vòng tiếp theo cả.
Đó là những gì mà Theraton Bumathan có chia sẻ. Và để nói về câu chuyện này thì rõ ràng là anh này đang thực sự là quá ngạo mạn. Và thứ hai nữa, dường như là đang hạ thấp đội tuyển Indonesia. Thực tế vừa qua thì chính Indonesia mới là đội bóng mang đến sự khó khăn cực lớn dành cho đội tuyển Thái Lan. Và có lẽ rằng cũng chỉ là may mắn mới giúp cho Thái Lan có được một trận hòa quý giá trước đội tuyển Indonesia mà thôi. Thế nhưng với phát biểu này, điều đó cho thấy rằng là anh chàng Theraton Bumathan không đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Indonesia. Bên cạnh đó thì cũng gửi những lời thách thức cực lớn dành cho các đội bóng còn lại như là Việt Nam hay là Malaysia ở trong bảng G. Trong khi đó, khi được hỏi về việc là liệu đội tuyển Thái Lan có thay đổi lối chơi ở trong trận bán kết hay không, thì Theraton có chia sẻ như thế này. Cá nhân tôi sẽ không có điều chỉnh gì cả. Đội sẽ chơi như từ đầu giải thôi. Hiện tại thì sự tự tin trong tôi đang là rất cao. Chỉ có vài cầu thủ có dấu hiệu mệt mỏi vì chúng tôi đã phải di chuyển nhiều và không thể làm tốt nhất có thể. Tôi thì cũng có chút mệt mỏi. Hiện tại thì nhiệm vụ của tôi chỉ là nghỉ ngơi và tập luyện thôi. Như được biết thì tại KF Cup 2022 này thì Henry Poking đã kéo Theraton Bumathan từ cánh trái đá vào vị trí tiền vệ trung tâm kết hợp với cầu thủ Rosadek Ioan ở khu vực trung tuyến. Và chính cái cách hoán đổi này đã khiến cho Thái Lan họ thi đấu tốt hơn, bởi ai cũng biết rằng Theraton Bumathan là một cầu thủ có rất nhiều kinh nghiệm, có nền tảng kỹ thuật tốt và thể lực thì cũng rất là tuyệt vời, chơi được rất nhiều những vị trí khác nhau. Và để nói về sự tự tin của đội tuyển Thái Lan hiện nay thì tôi nghĩ rằng họ không có cơ sở. Và thực tế thì với một chiến thắng trước đội tuyển Campuchia vừa qua, với một thế trận ở hiệp 1 không tốt, nhưng hiệp 2 thì Thái Lan họ đã làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Và nói về những đối thủ ở bảng B, cầu thủ này nói rằng là tất cả các đối thủ đều phải ngại Thái Lan cả. Thì tôi nghĩ rằng đây thực sự là những câu chia sẻ mà chỉ có mỗi Theraton, một cầu thủ khá đặc biệt, mới có những chia sẻ như vậy thôi. Bởi với rất nhiều các cầu thủ khác, kể cả ở những cấp độ cao như đội tuyển Việt Nam chúng ta ở giải đấu này, thì cũng chẳng ai có phát biểu như vậy cả. Chúng ta thường thường chỉ nói rằng là chúng ta sẽ tự tin đối đầu với tất cả các đối thủ thôi, chứ chẳng ai lại nói rằng là các đối thủ cũng đều phải sợ Thái Lan cả. Tôi nghĩ rằng là không có. Và hiện nay thì với Indonesia thì tôi nghĩ rằng họ đang có sự tiến bộ tốt. Và những câu nói thách thức vừa qua đến các đối thủ đặc biệt đó chính là Malaysia, đối thủ mà sắp tới hoàn toàn đội tuyển Thái Lan sẽ phải gặp mặt, thì tôi nghĩ rằng là câu trả lời xác đáng nhất, thích đáng nhất dành cho những phát biểu đó sẽ là cuộc đối đầu và cái kết quả trận đấu sắp tới thôi. Thực tế hiện nay thì chúng tôi cũng chưa rõ rằng là Malaysia có vượt qua được Singapore để mà có mặt ở trong trận bán kết hay không, nhưng khả năng đó thì cũng khá là cao, bởi sức mạnh của Malaysia đương nhiên mới được đánh giá là cao hơn nhiều so với đội tuyển Singapore, và đặc biệt họ lại được thi đấu ở trên sân nhà. Hãy nhớ rằng là chính Malaysia là đội bóng đánh bại đội tuyển Thái Lan một cách tâm phục khẩu phục ở trong trận đấu gần nhất tại King Cup 2022. Vì vậy mà với Thái Lan, liệu rằng họ có tự tin và hoàn thành được mục tiêu của mình hay không thì chúng ta sẽ cùng phải chờ rằng đối thủ của họ sẽ là ai trong trận bán kết. Còn với đội tuyển Việt Nam hiện nay thì cũng có một điều khá đặc biệt. Khi mà thầy Bắc vừa qua thì cũng gần như tin tưởng rằng là đội tuyển sẽ đá một trận đấu vào ngày 6 tháng 1 với đội tuyển Indonesia. Khi mà trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay thì toàn đội cũng đang tự tin để có được 3 điểm. Thậm chí hiện nay thì bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã nhanh chóng có những phương án để chúng ta đặt vé đi đến Indonesia cho đội tuyển Việt Nam ngay trong tối ngày hôm qua ngày 2 tháng 1. Tức là sau khi mà kết thúc trận đấu giữa bảng A giữa Thái Lan và Indonesia, khi mà hai đội bóng này đã có quyền giành chơi vào trận bán kết. Và nói về phương án đặt vé Indonesia thì thầy Park có nói như thế này: trận đấu với Myanmar là một trận khai sân của bóng đá Việt Nam năm 2023. Chúng tôi sẽ cố gắng giành thắng lợi để khởi đầu tốt cho năm mới có nhiều sự kiện của các đội tuyển quốc gia. Tôi cũng muốn thắng chắc để có thể đi tiếp vào vòng bán kết của kỳ AFF Cup 2022 với ngôi vị đó là đầu bảng. Và với đội tuyển Việt Nam, về rất nhiều nhận định thì có lẽ rằng không ai là không dự đoán rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ có được một chiến thắng cả, và ngôi vị nhất bảng sẽ dành cho đội tuyển Việt Nam thôi. Vì vậy đối thủ của đội tuyển Việt Nam gần như có đến 99% đó chính là Indonesia rồi. Và rất nhiều dự đoán, những nhận định của chúng tôi thì cũng đã gửi đến quý vị và các bạn rồi. Còn quý vị và bạn dự đoán về tỷ số của trận đấu vào buổi tối nay ngày như thế nào? Việt Nam sẽ thắng và liệu rằng cách biệt sẽ là bao nhiêu? Thì quý vị và bạn hãy để lại một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Thủy Đá nhé. Tới đây thì bản tin của Thủy Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.